chuyện này liên quan tới ba mà thôi con có nói với mẹ đâu mất con mẹ giận con nữa ủa gì lãng vậy chuyện liên quan tới ba nói mẹ nghe mẹ giận vậy là có dính líu tới mẹ đó mà hình như là nem chua ráng giờ lên giá phải không mẹ sao tự nhiên thèm nem chua ráng quá ừ. không có đánh trống lãng nghe chưa cái tội uống thuốc sổ giảm cân là tôi chưa tính sổ với cô đó mẹ thời giờ giá tăng rồi đúng không mà vợ hả anh em chu ráng cũng tăng lên 10 ngàn <laughs> Ước gì bây giờ có ai cho mình 60 ngàn thì hay biết mấy sì. Mà thôi để con xin ba Chắc chắn là ba sẽ cho con Ừ đợi ông về mà xin ha. <laughs> <laughs> dạ con sẽ xin ba Sau khi con nói cái chuyện mà có cô bắt máy điện thoại của ba Khi con gọi tới Gì cô nào Cô nào bắt máy điện thoại của ba vậy Trời ơi, cái giọng nói cô ấy thánh thoát làm sao á con đoán cái người mà có giọng nói đó sẽ là mình hạt xương mai. Nhưng mà nói cho mẹ nghe là cái cô đó là cổ tên gì? Cổ ra làm sao? Nem chua. Cái cô này thiệt tên ha? <laughs> Nhưng mà phải nói cho mẹ nghe nha. Cổ bắt điện thoại của ba, rồi cổ nói cái gì? Nghe chưa? Cổ nói làm sao? Cổ, cổ, cổ bắt máy gọi ba rồi cổ nói làm sao? Hả? Thì á, cổ nói là thuê ba quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại Hả? sao là uh, uh, sao gì cái vậy à, trời ơi trời ơi trời ơi cái cái con quỷ này nó lại lừa mình nữa rồi à, cô quỷ Dạ ờ, Pha giùm tôi một ly nước cam <laughs> Tự nhiên tôi khát nước quá <laughs> Dạ Người gì đâu mà đẹp lá lùng Ta nói nó cân đối từng chi tiết à <laughs> <laughs> dạ cứ, cứ để đó cho anh, anh... Dạ. <laughs> hôm nay trời đẹp quá ha ừ, cảm ơn quậy nghe quỷ già mắc dịch món này ngon đó con, ăn nhiều đi con. đi làm vất giả phải ăn nhiều cho nó lại sức, nha. Quang, sao vậy? Có chuyện gì hả? Ừ. Dạ không có gì má. Chắc chắn là có rồi đúng không? Có chuyện gì nói má nghe coi. Nhìn mặt con là má biết rồi đó. Chuyện gì vậy? Sắp tới hạn đóng tiền học rồi má. Đóng tiền học hả? Trời ơi, có vậy thôi xong nói cho má biết vậy. Nhưng mà tổng cộng là tới 3 triệu lận. 3 triệu hả? 3 triệu thì sao nè? 5 triệu má cũng đóng được. Má ơi, hả? con muốn đi làm thêm. Với lại, con định nghỉ một số môn học thêm. Bởi vì con nghĩ là mấy môn đó con vẫn tự học được ở nhà. Nè, chuyện đi làm là chuyện của má. Chuyện của con là lo học. Mau học cho thiệt giỏi nghe không? Thôi, bây giờ ăn đi. Ăn rồi còn học bài nữa. Còn cái chuyện kia mà tính được mà. Anh Hùng ơi, Gì số xi măng mới nhập chết hết rồi. Không có dùng được nữa. Chắc chiều nay phải cho anh em nghỉ sớm, vì không còn xi măng đánh vữa nữa thưa anh. Số xi măng mà cô Dung mới nhập chiều hôm qua hả? Dạ, đúng rồi. Vẫn là nhãn hiệu cũ? Đúng rồi, vẫn hiệu xi măng cũ. Vì sao mà chị Dung cứ cho nhập nhãn hiệu xi măng đó hoài vậy? Anh vào cho anh em nghỉ sớm đi dạ gọi tôi Dung ra đây dạ dạ ủa có chuyện gì vậy anh hùng em đang tính chuẩn bị nhập xi măng cô về công ty với tôi Cô làm ăn cái kiểu gì vậy Tại sao không kiểm tra chất lượng hàng trước khi nhập kho Anh nóng quá à. Em sai có chút xíu Đây là lần thứ tư rồi Tôi đã yêu cầu cô là ngưng nhập xi măng của công ty rồi rồi mà Nhưng mà hợp đồng đã ký rồi Nếu mà mình ngưng nửa chừng á là mình phải đền bù Người ta giao hàng lộn cho mình Bây giờ người ta cho đổi hàng lại Là sửa sai lầm rồi Hợp đồng là gì của phòng kinh doanh Cô nói với tôi làm cái gì Tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng công trình thôi Vì vậy tôi không chấp nhận các nguyên liệu kém chất lượng được mang ra sử dụng dạ vậy thôi bây giờ anh ký giùm em chữ để em nhập lô hàng mới vô thay thế cho cái lô hàng sai kém chất lượng lần trước được không à bên đối tác á người ta cũng có lời mời anh ăn tối coi như là nói lời xin lỗi và cảm ơn anh tôi đã nhân nhượng với cô nhiều lần rồi lần này tôi sẽ báo cáo lên ban giám đốc trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới anh thôi à. về phòng làm việc đi dạ vậy em để đây anh nhớ ký dùm em nha Đâu rồi à. Đồ khùng tôi thách đó cứ báo đi coi thử làm gì được nhau không Vụ này không xong rồi đó Anh lo mà gỡ đi nha Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Ngưng vô hàng dởm Ở mấy công trình do ông Hùng quản lý đi Không chịu nghe Bây giờ xảy ra chuyện rồi đó Nè 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 Cô không muốn ở lại dự tiệc với tôi sao ở lại đi, tôi trả à, thêm tù lao cho Dạ thôi, nhà tôi xa lắm, tôi phải về rồi Cảm ơn đ ông chủ Khoan, khoan, khoan khoan Cô lạnh lùng vậy Tổ nghiệp tôi mà Bữa nay có những khách sạn lắm Chủ doanh nghiệp có, này, chủ tịch tập đoàn có nè Ở lại đi, dạ thôi. tôi tôi uh, giới thiệu cô với họ Biết đâu uh, tôi xin uh, được việc tốt cho cô Thôi mà cô ấy, dạ tôi, tôi, tôi năn nỉ cô mà ờ. Cô hãy ở lại nha Anh Anh này là ai vậy? Anh trai tôi đó Chào ông Mình về thôi anh Xin lỗi ông chủ Cho tôi về à, à, à. Anh về chung với em luôn nha à. Thật sự anh rất là ái nái Anh là bạn thân của thằng bà Mà lại không giúp gì được cho mẹ con em Anh Hùng đừng có nói vậy Mỗi nhà mỗi cảnh mà Với lại nhà anh cũng còn bộn bề nhiều việc Hơn nữa Đây là lúc mà em cần mạnh mẽ hơn Em phải là chỗ dựa cho má chồng và bé Hoàng mà À Hay là anh tìm một số nơi Xem người ta cần người làm không Chứ em mà còn làm cho lão già đó Sớm muộn gì ông cũng dở trò với em thôi <laughs> Em cũng tính nghỉ lâu lắm rồi Dù mà chuyện nhà nuôi bu lắm Đụng tới đâu cũng cần tiền hết Cho nên em không nghĩ được lúc này Trừ khi em tìm được công việc khác Được rồi Anh sẽ cố gắng tìm việc làm cho em nha Em quên nói với anh Anh đừng có nói với ai là Em đi làm ô xin cho người ta nha Đặc biệt là má chồng em Vợ anh giữ kín chuyện này Bởi vì em đã lỡ nói với má chồng em là Em đi làm cơ quan rồi Anh biết rồi em uống nước đi rồi vậy cũng dạ. trễ rồi nè thu chi tháng này đó cô coi đi kệ đi em đâu có quan tâm tới chuyện thu chi làm chi em chưa quan tâm tới anh thôi à buồn quá anh buồn hả ờ vậy mình đi chơi cho hết buồn đi ha đi đâu rồi đi đâu karaoke thôi đi tôi sợ tiếng hát của cô lắm như trẻ em vậy đó chơi em hoài à thôi được rồi không karaoke gì bây giờ mình đi dạo phố nha mình đi vòng vòng cho nó mát trời má ơi má bây giờ trời đang nắng nóng mà đi dạo là dạo sao ờ à, trời nóng mà không mấy mình đi bơi đi ha thôi đang ngán thịt mỡ lắm má đi về giùm con cái đi má Ờ mà nè nhớ bình thường giờ này khách vô nườm nượp luôn á bán không kịp luôn á bữa nay có con ma hát ám ngồi đây ám làm sao mà không muốn ai luôn bán không được gì luôn mai má má dời đồ về nhà chùm con đi để con kinh cho anh anh quá đáng anh nói em là ma hát ám hả được rồi em ngồi đây luôn em ám anh tới chiều cô ngồi đây luôn chứ sao wow quá đã Đi ngồi đây coi tiệm nha tôi đi uống cà phê á anh à, anh anh dũng anh dũng bực mình à không bao giờ nói ngọt ngào với tôi hết trơn á Lần nào qua đây cũng bỏ tôi mình rồi đi đâu không à Thôi ăn đi anh Mẹ Gì vậy Sao con xin tiền mẹ không cho Mà mẹ mua cho mẹ tới ba cái đầm lận Ngồi xuống ăn cơm đi Ba Vậy con ăn cơm rồi ba mua đầm cho con nha <laughs> Ăn đi Đầm không có mà đòn thì đầy đó Con không ăn đâu Ngày nào cũng thịt heo thịt heo thịt heo Tôi tăng con rồi nè Đầm trong tủ chật hết rồi chật để mẹ nới ra cho mẹ ơi. Ê, trời ơi cái gì vậy khùng hả ăn cơm cũng không yên với mày nữa thôi đi mẹ con bà sướng quá nên sinh tật rồi đó suốt ngày đầm này đầm nọ qua nhà của huệ kìa bây giờ người ta đi làm oxin đó hả? thiệt hả anh <laughs> mẹ sao con nghe bà dân nói cổ đi làm ở văn phòng mà kệ ta đi cũng tại mày hết á đầm đầm điếc điếc áo áo quần quần để cho ba chửi lây luôn mẹ thấy không ăn đi không có ba ở đây không ăn là mẹ đánh đòn đó dạ mời ông chủ à, um, Cô pha dùm tôi đi Chứ uh, tay tôi ra mồ hôi nhiều như vậy Pha đâu có được Dạ ông chủ Ông chủ làm ơn pha dùm tôi để nước sẵn ở đây rồi Chỉ cần ông bỏ trà và bỏ nước vô là được rồi ông chủ <laughs> Dạ xin lỗi ông chủ Ông chủ làm dùm tôi đi Chứ tôi đang dở tay làm mấy món cho bữa trưa rồi Quậy à Ý uh, tôi muốn uh, là Được uống trà Do chính bàn tay mềm mại Trắng trẻo của quậy pha uống nó mới khỏe ừ, dạ uh, tôi đang sửa nắng anh nắng từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi sáng Ngoài biết không rất là tốt cho cơ thể anh nắng lúc này cung cấp một lượng vitamin d tự nhiên rất là lớn ngoài ra cơ thể tôi sẽ hấp thụ một lượng lớn các dưỡng chất khác giúp tăng cường khả năng đàn ông của tôi quỷ già dê Quệ à em uh, có một cái cổ rất là trắng lại thêm ba ngấn rất là sang người ta nói uh, cái tướng này uh, là phải làm tới bà chủ lận đó nghe chứ đâu phải làm ô sinh như vậy đâu thấy không <cười> <cười> Tôi xin lỗi Ông chủ, có sao không vậy Tôi xin lỗi Để tôi xuống tôi lấy cái khăn Cô đây tôi rồi Nó hoạt lên, nóng quá Quỷ già vậy Không phải vì cố làm mấy buổi nữa cho trọn tháng Để nhận lương Chỉ mình đã cho một đòn rồi rác quá không biết bị phỏng rồi bị rộp gì hay rác thiệt cũng tại cũng tại cổ hậu động quá đi chỉ được cây đẹp thôi ấy mà cô ta đâu rồi ta quầy ơi quầy quầy ơi lấy thêm nước đá cho tôi coi dạ Ông chờ tôi một chút đi Tôi đang lỡ tay rửa chén rồi Trời ơi, Nhanh lên đi Gây hậu quả thì phải khắc phục chứ ha, à, Huệ à. ơi Con ơi, Con Huệ Huệ à Em đẹp quá Yêu anh đi Căn nhà này sẽ là của em Nha Huệ Trời đất ơi Mắc cái gì mà Hết điện Rồi lại hết pin nữa là sao Sao Gọi được cho má con chưa Má con không mở máy nội ơi Con gọi nãy giờ rồi Sao bữa nay đi làm về trễ vậy không biết Không biết có chuyện gì không mà nội nóng ruột quá má về ở nội bác ủa ờ, cô chi ừ cô huệ về chưa bác chưa về nữa hả chắc là bữa nay nó bận cái công chuyện gì ở công ty đó giờ này chưa thấy về ừ. công ty gì mà công ty cô huệ của nói xạo đó ủa? hả cô vậy là sao cô Làm vậy má còn đi làm ô xin mà trời đất ơi nói xạo làm chi đi làm thư ký đi làm công ty làm ô xin thì nói đi có ai cười đâu mà lo nè nó bậy gì vậy ô xin gì đi về đi tối ngày lo ăn không lo làm chỉ lo á cái bỏ đi chọc đi phá làng phá xóm rồi dựng chuyện đó xấu nhà người ta ủa con dựng chuyện hồi nào con có sao con nói vậy thôi mà người ơi à, ủa mà kỳ nha con với bác làm như kiếp trước nợ nần với nhau làm sao á mà mỗi lần con nói ra là bắt la con hả trời ơi tôi nợ nợ cho linh mỗi lần cô nói là là tôi tôi nghe không có lọt lỗ tai à giờ rảnh không rảnh con đang quẩn mà vậy thì về đi trời ơi con nói thiệt mà bác không có tin thì đợi một chút con huệ nó về đi rồi bác hỏi là bác biết liền hả ha cái chuyện con dâu tôi tôi muốn hỏi lúc nào cũng được tôi muốn biết lúc nào cũng được không cần cô phải dạy ờ... về đi giờ ờ... rảnh không đi về, về về mà nè con biết á con nói cho bác nghe mà bác la con Mai mốt con biết á Mà bác hỏi con Thắc mắc không biết hỏi ai Con không trả lời bác đừng giận nghe Thôi tôi không có giận mà mà đi về đi Mà đóng cửa cho tôi luôn đi Bực quá trời quá đất Nhưng mà nè Con con đừng có tin Con biết cô Chi mà Cô có cái tính hay đặc điều Lát nữa má con về con hỏi Thì con biết liền chứ gì với lại má con đi làm ô xin thiệt thì nói là đi làm ô xin chứ nói xạo bà cháu mình làm gì nhưng mà nếu mà cô chị nói đúng rồi má làm chuyện gì rồi sao nội mọi trời bữa giờ này là ơi. má đã về rồi mà sao tự nhiên giờ này chưa thấy có mặt ở nhà nữa không sao đâu mà chắc chắn là có chuyện gì rồi nội con à. phải đi tìm má mới được nè hoàng à trời ơi mà thiệt tình sao đi làm tới giờ này chưa về Ê <laughs> Sao ngồi đây vậy Nè nè đứng đó Anh làm gì vậy Anh muốn gì vậy Muốn gì Anh muốn gì Tôi hỏi cô muốn gì Muốn gì là muốn gì Ý tôi nói là cô muốn gì mà ngồi ở đây Có cần tôi giúp đỡ gì không ừ, Không thấy gì hả Thì xe cô nè Hết điện rồi Trời Sao không đạp vậy Thì uh, đi mệt Ngồi ngồi đây nghỉ một chút được hả Muốn giúp không Giúp gì Cho quá vàng về chung cư à, Thôi 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 cảm ơn Trời ơi làm như tốt lắm vậy Chắc là có ý đồ gì phải không Thôi đi không cần Tôi muốn làm việc tốt gì mà cô không chịu cô muốn tôi làm việc xấu cô mới chịu hả gì vậy lên đi tôi cho quá gian về đang trên đường về nè ờ vậy cũng được nhưng mà nè tôi trả tiền sơ ôm cho anh nha trời 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 cô nghĩ sao mà tôi lấy tiền sơ của cô suy diễn quá thôi đi lên đi tôi cho quá gian về cô ngồi yên phía sau á rồi cô cầm xe vậy nè biết cầm xe không là sao là leo lên xe rồi cầm tôi chở cô về còn cô không biết cầm á thì cô chở tôi rồi tôi cầm xe cho thôi anh nghĩ sao vậy trời Cái xe nhìn thấy ghê vậy tự nhiên bắt tôi đi Sao tôi đi được Trời ơi cứ lên đi lại nhảy hoài đi ê, Để tôi đưa ê, về cho Ê bu tôi ra Nhanh nhanh Làm gì vậy Đợi đi Đi Gì vậy Sao vậy Sao kỳ vậy đó Coi còn xăng không Coi cái gì mà coi Xe của người ta mà hỏi xăng Tới khi nào hết xăng thì người ta biết Nè Kim xăng người ta còn nè Trời đất ơi tưởng cái gì Ba cái này là đồ điện tử làm sao mà tin vô nó được Thì bây giờ mở cái nắp ra coi nó có còn không Có cái gì đâu mà khó khăn quá vậy Người gì mà có hồ đồ như lật nít vậy Trời đất ơi xe của người ta mà bà làm như xe của bà ấy, Bà chỉ rồi bà nói người ta hồ đồ Cái gì thì mở ra đi Thế Bây giờ mà mở ra mà còn tính gì tôi Còn gì mà còn cứ mở ra đi coi nè Coi còn không Lúc đi con có hỏi dặn dẹo suốt Em phải nói dối nó mới tin đó Anh có cảm giác y như hồi xưa Hai đứa mình hẹn hò vậy đó <laughs> Cứ trốn bà má đi chơi hoài <laughs> Anh còn nói vậy nữa Chứ... Sao vậy Ủm? Xăng còn đầy mà ta Anh hay là Chắc hết xăng rồi đó Anh mở bình xăng ra coi làm sao Nhưng mà kim xăng nó còn báo xăng đầy mà Anh đừng có tin vô mấy cái kim xăng này nhiều khi đâu có chính xác đâu bây giờ cứ mở ra xem cho nó chắc à, ăn để anh coi <cười> 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 công nhận em hay thiệt á công nhận cô hay thiệt á cái gì cái này mà anh khen tôi hay đó hả trời đất ơi cái này á con nít năm sau tuổi nó cũng biết nữa đó có gì đâu khen không phải tôi khen cô cái vụ mà cô phát hiện hết xăng ý tôi nói á, cô hay á, là cô hay ở cái chỗ á lây cái xe của cô qua xe tôi xe cô hư rồi làm cho tôi cũng không chạy được luôn nè 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 anh nói gì vậy tự nhiên rồi đổ thừa tôi là sao vậy trời chung lẽ sàn ta chạy nguyên đường dài không hết xăng tự nhiên tới đây cái hết xăng vừa phải thôi nha chuyện anh xui thì kệ anh chứ mắc mới gì tới tôi bực mình hả nè nè gì xe cô hết bình xe tôi hết xăng với lại cô cũng hết sức rồi bây giờ cô đừng đạp đẩy bộ chung với tôi cho tôi vui <laughs> tối nay khỏi tập thể dục Đồ lao lạnh nhất huệ ừ. ăn vừa miệng không con dạ được rồi má trời đất quỷ thần ơi má có cắt chanh để trong túi lạnh à, thôi, mà thôi 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 khỏi má con ăn vậy rừa rồi à, thôi má đi chợ rồi nha dạ à má hả còn tiền đi chợ không má trời ơi cái số tiền bữa con đưa cho má đó rồi cộng với cái uh, số tiền mà má cho thuê đất ở dưới quê cũng dạ. tạm đủ chi tiêu từ đây tới cuối tháng con mới khỏe lại cứ ở nhà nghỉ đi rồi từ từ hẳn kiếm chuyện làm không có được đâu má thằng hoàng đã sắp vô đại học rồi thành ra con cần phải chuẩn bị cho nó một khoản tiền sau này nó còn nhập học nữa má nhiều mà má cứ yên hả? tâm đi má để chuyện đó rồi con lo để đó đi cứ từ từ rồi tính Quệ à, con biết không, ở đợi bây giờ cái người tốt thì ít, mà người xấu thì nhiều. Lỡ ra đường gặp cái tên quỷ dê như bữa trước là tính làm sao? Má, má đừng có lo, chắc là chỉ gặp có một lần thôi à. Con không thể nào để gặp lại người đó lần thứ hai đâu, má yên tâm đi nha. À, má cũng mong được như vậy, dạ. thôi má đi chợ, ăn đi nha con. Dạ, má đi. Alo. À, em. Anh chờ em lâu chưa? Anh cũng mới tới thôi. Em muốn gì vậy? Em muốn uống gì đâu. Mà anh hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? Ờ à, thì chuyện bữa trước anh nói với em đó. Anh đã hỏi vài chỗ quen. Họ cũng đang cần nhân viên. Hay là em có muốn qua coi thử không? Điều vậy thì hay quá. Mình đi luôn được không anh? À, bữa nay thì chắc không được rồi. Anh phải qua công trình nữa. Ngày mai mình đi nha. Dạ, vậy cũng được mà chuyện như vậy á anh chỉ cần gọi điện báo cho em một tiếng thôi cần gì phải hẹn em ra quán cà phê vậy làm em tưởng có chuyện gì quan trọng em lo suốt từ lúc ở nhà ra đây đó <laughs> vậy à em cầm lấy tạm thời chi tiêu trong lúc khó khăn đi ờ không em không dám nhận đâu anh đừng có làm như vậy em không được quyền từ chối đây là anh làm phận sự thay cho thằng Bảo Em cứ nhận đi À Anh nghe Chi nói Mấy bữa nay em có đi tìm gì Kết quả sao rồi Dạ Mấy hôm nay Em có nhờ chị bạn giới thiệu nhiều mối lắm Nhưng mà không có mối nào được hết ừ. Bây giờ anh phải đi họp Hay là Có gì thì Ngày mai gặp nha Anh sẽ hỏi lại mấy chỗ đó Có gì Thời gian về địa điểm Anh sẽ báo sau nha Dạ <laughs> ừ à. À. bên đó nói trước đi À nói trước đi vậy cũng được à hai đứa mình quê nha <laughs> Cảm ơn anh bữa trước đã đưa tôi về Trời Có gì đâu vậy đó bình thường nói với tôi mà Mà chắc tôi có duyên với lại mấy cô gái bị lâm nạn hay sao á Thiệt Tôi nói thiệt mà bộ cô không tin tôi hả Trời tôi còn biết rõ đó Tôi đã từng đánh hả Ba bốn tên cướp Một mình tôi đánh á Để cứu một cô gái <laughs> Tôi có nói là tôi không tin anh đâu Tự anh có tật giật mình rồi nói chứ bộ <laughs> cô này thiệt tình đấy <laughs> Ủa Dũng Ủa lâu quá không gặp mày khỏe không Ủa à, hai người đi uống cà phê hả? Ừ. Ờ. <laughs> à, à. à, à. gì vậy? Giới thiệu với em đây là Hoàng Thao và Cẩm Hương à, hai người là bạn của tôi á à, 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 bạn của anh á à. 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 Giới thiệu với hai người đây là Huệ à. à bạn gái của tôi á <laughs> sao đẹp đòi ha <laughs> à, hai người rảnh không lấy ghế ngồi chơi tụi tôi thôi không được đâu nãy giờ tụi tôi ngồi ở trống á mòn cả ghế rồi bây giờ phải về gửi thằng nhỏ lâu không có được nhưng mà nè bữa nào gặp á phải nhậu một bữa hoành tráng mới được không có thể qua lo như vậy được thôi à? được 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 rồi về, về trước nha chào cô về tôi... em yeah. tôi về <laughs> à, thiệt tình à Sao kéo vô dễ mà đẩy ra khó quá vậy Trời ơi Nói về mà còn vô nữa làm chi vậy Hả <laughs> Vô gì không Thiệt tình á Riết rồi Anh coi tôi như là trò hề vậy đó Người gì đâu mà dễ bị dụ quá Đứng lại Nè, anh mà không đứng lại nói chuyện với tôi á Là coi chừng tôi đó Nè Sao hồi nãy không có thái độ này Mà bây giờ tự nhiên có cái thái độ này kỹ vậy Hồi nãy hiền diệu lắm mà ta nói sao cũng ngồi yên Người ta ôm cũng đi yên cho người ta ôm mà Giờ sao Anh muốn bay vô thùng rác Hay là anh muốn tự chui vô Anh muốn gì Anh làm gì đó Đâu làm gì đâu Tại vì tôi có nỗi khổ riêng Cô phải hiểu cho tôi Cô phải thông cảm Cô phải cho tôi cơ hội tôi giải thích Chứ tôi đâu có bị khùng đâu mà tự nhiên tôi nói đại cô là người yêu của tôi Thì bây giờ là cơ hội để anh giải thích đi nè Ngồi xuống Liền luôn hả? Ngồi xuống Vậy ngồi luôn thôi. Nói đi Tôi làm vậy á Là tại vì Thôi thôi thôi, thôi khỏi 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 Tôi giải thích giùm anh luôn nha Bởi vì á Anh sĩ diện với bạn bè à, à Hay là Anh yêu thầm vợ của bạn mình Thôi 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 không có nói tầm bậy tầm bại người ta nghe được là chết luôn á. vậy chứ tại sao hả? Cẩm Hường hồi xưa là người yêu cũ của tôi. Thao á là bạn thân, hồi học đại học. Tại hồi đó trẻ con quá, còn chưa có hiểu chuyện, rồi làm cho người ta buồn, làm cho người ta tan nát trái tim, cho nên người ta quyết định bỏ tôi. Trước giờ tôi cứ nghi ngờ cái não của anh, nhưng mà bây giờ tôi khẳng định luôn rồi, anh khùng quá hả? À? Điên có tham điên luôn đó. Nè, nói cho anh biết nha Anh mà không chịu sửa cái tính đó đi á Là anh ế tới già, không ai chịu lấy anh đâu Thiệt Chắc có lẽ là ba nó lấy anh đó Cô làm như cô hay hơn tôi vậy gì? Cô cũng giống vậy rồi gì cô giống mà vậy? Mà lấy cô. Nè Sao kỳ vậy ta Sao cứ mỗi lần tôi gặp anh là tôi trở thành cái bà Giống như là bà phù thủy vậy Coi như là dữ tợn Rồi hung ác vậy đó hả Mà trong khi tôi đối xử với mọi người thì rất là hiền diệu Mà tại sao cứ mỗi lần trời ơi giờ cô gặp mọi người á cô sống giả dối tới lúc gặp tôi á cô mới sống đúng cái bản Nè, bản nè, nè thật nè, của người nè, cô nè. thôi nha tôi nhìn anh nhiều lắm rồi đó không muốn nói chuyện với anh nữa đúng là bà chặn lửa nè chị nói thiệt với cưng nha chị đã định tha cho cưng rồi là chị lên nhà của chị rồi mà tại sao á cưng cứ bắt chị phải quay lại vậy cưng bắt chị phải hôn dữ với cưng vậy hả giờ cưng muốn cái gì đâu muốn gì đâu thì tại vì là con người mà mình thấy gì thì mình phải nói nói gì nói ra cái suy nghĩ của cô đúng là bà la sát à, nữa à. nè còn đúng. bây giờ nè à, dạ. à, dạ. à, dạ. đúng là bà la sát Anh Hử? Bữa nay dẫn em đi mua sắm nha Lâu lắm rồi không dẫn em đi đâu hết hả à? Em tự đi đi Anh bận công chuyện lắm ừ. Mà nè Có mua sắm thì mỗi ít thôi Có đi đâu đâu mà mua áo quần nhiều Anh á Không có tinh tế chiều vợ gì hết á Chỉ biết làm đẹp cho mình thôi Hay ghét mẹ, chúng ừ? ta mua sắm đang giảm giá, thiệt hả? Ừ? Có áo đầm nào mẹ bận vừa không? đầy đủ, đi nha. Thiệt hả? Đi. Ừ. Con này thiệt tình, gửi cái xe đạp điện không cả tiếng đồng hồ. Ừ. <laughs> <laughs> Bên này hả anh? Ừ bên đây Là ở đây nè Dạ em chào anh chị Chào em à, Anh là Hùng Hôm nay anh có hẹn với Thái Anh dẫn bạn anh đến đây để xin việc làm Phiền em chỉ dẫn cho cô ấy được không? Dạ anh Thái hiện tại không có ở đây à, Xin lỗi anh chị lúc khác quay lại ạ à. Mà phải công nhận ha có đẹp thiệt á Đồ cổ mặc vô Thấy cái gì cũng đẹp Đẹp cái đầu mày Anh sẽ quay lại sao Cảm ơn dạ, em chào anh chị ạ Đi anh Hãy Đi. subscribe

dạ chào anh chị tôi có hẹn với anh thành tôi là hùng dạ chào anh hùng à, ông chủ nói là hẹn gặp anh chị hai bữa nữa tại vì ông chủ có chuyện đột xuất phải đi á cảm ơn cô dạ, dạ chào ơn. anh chị dạ từ bữa nay á má sẽ nhận làm mấy cái việc này muối cà và dưa cải á để bán cho mấy bà trong chung cư Sao mấy bảo chịu muối mà kêu má làm chi vậy Còn thấy mấy món này á, ai làm không được Đúng rồi món này thì ai làm cũng được hết trơn á Nhưng mà ngon hay không là phải có bí quyết đó con À thì ra là má có bí quyết đúng không Thì má chồng của con á là có bí quyết chứ Dạ <laughs> Má tính rồi mỗi cái hũ cà pháo á mình lời uh, tính ra được 10 ngàn Mỗi cái hũ dưa cải chua á là mình lời 2 ngàn để coi bữa nay má con mình làm 1, 2, 3, 4, 5 Coi như 6 hũ cà pháo Còn lại là 1, 2, 3, 4, 5 năm hũ dưa Vậy là mình lời uh, Thêm 10 ngàn nữa 70 ngàn Là 70 000 hả má 70 ngàn Má Hả Nhưng mà mỗi hũ này họ ăn một tháng nữa nha Tức là tháng sau họ mới mua lại Coi như là mỗi tháng mới được 70 ngàn nữa má Thầy kệ nó con tích tiểu thành đại mà <laughs> ờ mà huệ huệ dạ. nè hay là má con mình mở mở cửa hàng đi hả mở cửa hàng đi lấy cái tên là tên gì má mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng nàng dâu hả ừ, được không <laughs> má tin là cửa hàng sẽ đông khách lắm à cái món gỏi sở trường của con ha với cái uh... má làm cái món kho canh chua sở trường của má ừ. <laughs> Bá cái tên mẹ chồng nàng dâu á là hay rồi đó ừ. nhưng mà con nghĩ mở cửa hàng coi bộ khó rồi nha phải biết tính trước tính sau nè mà con á thì con đâu có rành mấy cái chuyện đó đâu má cũng vậy nữa mở cửa hàng ra không khéo hai ba bữa sập tiệm sao với lại cũng phải có một số vốn khai khá mới mở cửa tiệm được bây giờ nhà mình lấy tiền ở đâu ra được má ờ hen con nói cũng phải à. ơi lúc còn trẻ má chỉ biết chăm lo giường tược ao tôm ao cá nuôi bảo đi học con thì cũng chẳng hơn gì má à, chăm lo việc nhà từ khi mới lấy chồng trời ơi phải chi má biết buôn bán chút chút giờ nó đỡ không <cười> <cười> <laughs> ba về rồi, ăn cơm ơi, thôi. Ba mới về, ừ. mời, mời ba ăn, cơm. Ba ăn cơm. Trời đất ơi, cái gì toàn là thịt với thịt không vậy? Không có cọng rau nào hết vậy? Em thích ăn thịt, con cũng vậy. Con ủng hộ mẹ, từ nay cả nhà mình sẽ toàn ăn thịt. Nhưng mà ít nhất á phải có canh có rau chứ ăn rau người sẽ giống cọng rau không có đẹp béo để đà như mẹ vậy mới đẹp đó đúng chỉ ừ. có con gái em mới hiểu ý em thôi <laughs> đó cho nên hai mẹ con mình đều đẹp, đẹp. đẹp ăn đi em đi nè bữa nay hai mẹ con bà làm sao vậy hả Alo à, à Ra liền Ừ Hai mẹ con bà ở nhà ăn cơm Ăn nhiều thịt vô nha Cho nó đẩy đà Hả Tôi đi đây Nhanh 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 Bám sát mục tiêu Nhanh Đi để con ra coi ai vậy hả ủa ờ, ờ, cái gì vậy vậy ờ, bữa nay ở nhà hả hả chị tưởng có hẹn chứ cái gì hẹn với ai Mẹ hẹn gì mình phải bình tĩnh nén cơn giận này lại không là lộ hết bây giờ mình nói trắng ra là nó phủ nhận liền không được nè gì vậy à, không có gì à, à, quên lộn lộn qua đây hỏi bác mà quên bác con tin hỏi bác xong đi bộ với mấy bả dưới chung cư ủa bữa nay bị sao vậy bữa nào mà bác không hẹn đi bộ với mấy bà đó cô huệ thấy không chị ở nhà suốt ngày không có ra ngoài đường cho nên lú lẫn hết trơn hả giao tiếp xã hội thì thua thiệt hey vậy á mà chồng không có hiểu nay thì la mai thì mắng nhiều lúc tội nghiệp chị lắm thôi chị để ý làm chi mấy câu nói của ảnh chắc là ảnh căng thẳng quá nhiều việc quá mà nhiều khi ông khó chịu ông nói vậy thôi cô nói gì chứ bác thấy thằng hùng hiền khô à quan tâm tới vợ tới con quan trọng là nó không có lăng nhăng thôi bác ơi đó là hồi còn trẻ thôi bây giờ hả Thay đổi tính nết rồi Nóng lạnh thất thường lắm Nhiều lúc con nghĩ về thân phận của con Thấy thương lắm Nè Bộ ông có bồ hả Chưa ừ? Chị mới nghi thôi Nhưng mà cũng dễ có lắm hả Đàn bà bây giờ chị nói em nghe Chính chuyên thì ít Mà lẳng lơ thì nhiều Nhiều cô ở nhà hả Ra vẻ nết na hiền thục ngoan ngoãn lắm Vậy hả mà đi ra khỏi nhà, lộ nguyên một cái con yêu quái. Bữa nay cặp người này, ngày mai cặp người kia. Cặp lung tung lên hết. Bậy bạ lắm bác ơi. Nếu mà chồng bay có bộ vịt lăng nhăng á, thì bay phải coi lại mình đi. Ừ. Bay làm sao á, chồng mới chán chứ. Ừ. Thì ra là hậu thuẫn từ mẹ chồng. Thảo nào mà đi với nhau giữa ban ngày ban mặt như vậy. Bà, chắc là chị thí dụ vậy thôi. Chứ anh hùng đâu phải là loại người như vậy phải không <laughs> anh yêu chị lắm chứ bộ em nói đúng đó chị mới ví dụ thôi mà ừ. chứ chồng chị chưa có gì hết bác cái gì nếu mà có nha bác sao thì chết với con chết cả anh cả cổ con phanh ra quậy tanh bành lên cho thiên hạ ngắm cho vui cho nhục nhã với bà con hàng xóm chỉ có nước đồn thổ thôi cái nết chị làm vậy đó